gì? Về nuôi. Dạ vậy? Cô, cô cả tuần tuổi cả tuần nuôi thôi. Cả tuần có người nhớ con này đâu có sợ đúng không cô? Lấy đồ đi, lấy đồ này. Đồ nâu đi, đồ này. Cộng thôi mà thích cái này thì dễ thương. Cộng thôi thích nó lấy cái đồ này nó mang bình thường. Đó, đó thích thì cũng thay đồ luôn. Đó. Tại vì trời cái này cô mang đó, một đôi cô mang có 2-3 năm giờ chứ hơn. Còn có bung keo, xúc keo nó sắp ở đây. Tới cô rồi còn lâu nữa. Mẹ cứ mang hoài đừng có sợ hư. Cái dài mà không mang nó hư chứ còn mà mang hoài nó không hư. Đó cô đi tới đây luôn thấy thoải mái là ok. Được rồi. Rồi 300 phải không? Con biết đây đây coi giá niêm yết công khai 3 triệu 2. Trời ơi rất là thiện khách hàng à. Dạ tại khách hàng thân thiết mới biết đó. Giá trong năm ngoài năm nó có giá à, đâu có lên giá đâu. Nhưng biết hả, lên đi về hả, là ghé đây mua là hả chục đôi chỉ đó. Ừ. Ờ nó mua cái thứ này có nè, thứ sẹt nè, rồi quay kéo nè, nó mua đủ kiểu hết đây vậy. Ừ. Mua con cô về là mua mà mua vậy đó, cô dắt ở đây mua hả? Có cái mà tết có bê cái thao gì không? Qua qua bên kia thao. À, mấy cái gì cô có hết rồi. Có. Không phải nói Việt Kiều mình mua nhiều đấy đâu. Nhưng mà tại vì ở bển á không có mấy cái dài giống như mình ở đây. Không có cái mẫu. Dạ. Ừ. Nó nói bên đây á mẫu đẹp, còn bên bển không có mẫu. Dạ. Tại mấy cái phường bển á dành cho chân tay không mà chứ không phải cho chân mình đây đâu. Dạ đúng rồi, size to với lại cái phường của nó không có chuẩn bằng giống như mình. Dạ. Còn mình đây phường nhỏ nhỏ nó gọn. Em có cái mối ở bên Malai á, mỗi lần chị ở bên Phú Hòa mình nè, mỗi lần chị về đây cái chị cũng lấy nhiều lắm, lâu lâu cái em cũng gửi về bển cho chị bán ở bển, tại ở bển không có cái dài giống như mình ở đây. Đúng rồi, chứ để cô lựa, cô không biết lựa đâu nào không bị gì, cô thử là cô ngại. Không, còn ha, con khách vô là con lựa cái nào mà giống như vừa tuổi cô đi chứ. Đi sao mà cho thoải mái chứ trời, ba chủ yếu buôn bán không cần khách mình chứ còn đâu có cần cái này mà đi đi chợ đồ sướng lắm nha. Càng đi mấy này là càng đi càng tiền có cái nhân gì trả tiền á. Cô đi đi, cô đừng có sợ hư dài, con sợ dài hư, đừng có sợ cái buôn sốt sách này con. Mấy lần mà con tụi con cũng nói vậy nhưng mà cô á bung rồi đó là cô ngại lắm con. Không có gì ngại trời, cô lỡ nhiều khi khách bạn cái này ba nó sướng thì còn nhóc ơi dạ sướng quá. Mấy cái này hàng gian, hàng công ty, hàng công đặc không à? Không, ok. À? Hay đâu mà cô, mình xuống lấy, ok. Nó trả đôi này. Ừ. Xin lỗi. Nó dở hay nhá, để xin lỗi cả. Chị quá, bảo quá nhiều tiền đô luôn. Không có. Ờ, bữa nó hứa cho nó tờ tiền đô đâu. Dạ, luôn đâu luôn đây. Rồi, về đó nha. Cô dễ thương quá à. Hay lúa mới lên mình... Nè, qua đây tính với con đi. Ủa vậy đó hả? Dạ, tính với con đi hai. Dạ, để con tính cho. Còn vậy là tính cô 500. Có giá niêm yết công khai à cô? Chủ đưa cho sẵn hết con chứ là lính. Nếu mà tính nhiều là cô không có tiền trả đâu đó. Để chân cô mang luôn hả? Để đôi kia con bỏ vô ba cho cô. Ý chở con trời. Mất luôn. Trời, nhớ cái đắng lên lấy cho cái đau. Cái đó con bỏ vô trong bịch cho. Khai đau luôn. Thầy đau chợ, cô mang đi cô, có bị gì cô quẹo đây cô. Không, cô mua cái này đó, cô đi thường ngày nè. Cái đó cô đang mang á, cô đi chợ, đi búa thì cái nọ. Cô mang bình thường, giống như là quần riêng cô đang mặc nè. Vẫn được, nó vẫn hợp, nó không có kén. Cái máy gì cô? Dạ, cái đó 39. Ờ, đúng rồi. Hai đôi nhiêu, vừa có đưa 500 vậy? Dạ, từ từ để xíu. Dạ, 600 đó chị. 280, 320, 600. Tính ra vậy. 600 đương chịu cũng được, không sao đâu cô. Thêm trăm nữa. Kì vậy? 280 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
Ơ mình vô đây, mình vô đây, chỉ còn mày mua cái gì cũng được. Trời quay phay Tết cô lại coi con mở hàng cho con quán nữa hả? Trời nguyên nằm cũng lâu nha cô. Này tụi con bán số luôn, mùng 1 cũng bán nữa.
đâu có nghỉ ngày nào. Đúng rồi, cô chứ hợp tác cô cũng ngại vậy đó. Mấy đứa về mấy đứa năm ngoái. Dạ. Năm nay còn cô không có đứa, không có về năm dạ. Cả 21 có gì lại ủng hộ cho con với cô. Nó mua đây rồi. Rồi. Dạ cảm ơn cô. Dạ đi ra ngoài. Dạ bye cô. Dạ giấy đi coi nghe người đẹp.